Vâng, xin chào tất cả các bạn. Nếu trong quá trình sử dụng điện thoại, nếu các bạn cảm thấy âm lượng của chiếc điện thoại nhỏ hẳn đi, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để khắc phục. Ok, đầu tiên sẽ là các bạn vào cài đặt nhé. Các bạn kéo xuống tìm dòng âm thanh. Các bạn ở dưới này có phần chuông và âm báo, các bạn kéo hết về bên phải cho mình như này. Ok, đó là cái bước đầu tiên. Bước thứ hai là khi mà các bạn đã kéo đầy thanh đấy rồi mà nó vẫn nhỏ, thì các bạn hãy sử dụng bước thứ ba, đó là lâu ngày rồi chiếc điện thoại của chúng ta nó sẽ bị bụi ở trong này, nó bị kín luôn các bạn này, những cái loe này đó. Các bạn hãy lấy một chiếc tăm như thế này nhá, các bạn dùng chiếc khóa 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 nhẹ, các bạn gõ gõ dập dập cho nó nát ra thành cái chổi các bạn. Sau đó các bạn vệ sinh các cái lỗ này cho âm lượng nó thoát được ra ngoài các bạn nhé. Thì khi đó thì mình nghĩ là nó sẽ cải thiện được rất là nhiều cái âm lượng điện thoại của chúng ta, mình đảm bảo là nó sẽ to hơn rất bình thường rất là nhiều các bạn. Vâng, đó là cái cách khắc phục khi âm lượng của chiếc điện thoại của chúng ta nó nhỏ hẳn đi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.